Đàn gà thịt của gia đình anh Phạm Như Quảng ở xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã được 60 ngày tuổi. Hiện tại, gà mái bình quân 1,1 kg một con, gà trống đạt 1,2 kg. Theo chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, thời điểm 60 ngày là giai đoạn gà sinh trưởng và phát triển nhanh nhất. Do đó, bên cạnh cung cấp đủ khẩu phần thức ăn cho gà, chuyên gia lưu ý anh Quảng cũng cần bổ sung thêm vitamin và khoáng chất để gà tăng sức đề kháng, nhất là giai đoạn giao mùa như hiện nay. Vì giai đoạn này là giai đoạn nó lớn nhanh, sau đó đến lúc mà khi vào tầm cỡ vào cái tuổi đấy rồi nó phát dục, nó lớn chậm mà nó có tích lũy mỡ. Cho nên giai đoạn này là mình phải cho ăn kết hợp với lại bổ sung các cái vitamin để nó tăng cái chuyển hóa dinh dưỡng. Cho nếu mà cháu chỉ cho ăn không, mà mình cho uống nước thường là không, là chưa đạt lắm. Mấy cái tuổi này là cái tuổi nó cũng đang thay lông, nó đang rụng lông. Nó đang rụng lông. Bao giờ nó kết thúc rụng lông rồi thì con gà bắt đầu nó sẽ dừng lớn và mình sẽ bắt đầu chuẩn bị bán là vừa. Trong chăn nuôi gia cầm, tất cả các thành phần gồm có protein, chất béo, carbon hydrate, vitamin, khoáng chất và nước đều đóng một vai trò vô cùng quan trọng bởi chúng giúp nâng cao thể trạng cho vật nuôi. Trong đó, tăng cường vitamin ở mức độ thích hợp sẽ giúp gà hấp thụ một cách hiệu quả tất cả các dinh dưỡng khác. Cùng với đó góp phần quyết định vào sự sinh trưởng, sinh sản và tính kháng bệnh của gà. Khi gà thiếu vitamin, thường sẽ xuất hiện các triệu chứng dễ nhầm lẫn với các bệnh khác, khiến người chăn nuôi khó phát hiện. Ở thời điểm này thì mình đang phòng bệnh cho gà bằng phương thức là bổ sung vi lượng và vitamin và men tiêu hóa cho con gà và cho ăn uống đầy đủ để phòng bệnh và phòng cái trở mùa và cái giao mùa là sắp tới đây. Thông thường vitamin được chia thành hai nhóm dựa trên độ tan trong chất béo hoặc trong nước. Nhóm hòa tan chất béo bao gồm các vitamin A, D, E và K, trong khi các vitamin của phức hợp B, B1, B2, B6, B12 và C được phân loại là tan trong nước. Tuy nhiên, tùy vào đối tượng nuôi gà thịt hay gà sinh sản mà việc bổ sung vitamin có sự khác biệt. Việc anh Quảng sử dụng vitamin nhóm E cho gà nuôi thịt như gia đình anh liệu có thực sự phù hợp? Thực sự dùng nó không có nhu cầu thì nó thải ra ngoài thôi. Vì cái vai trò của vitamin E là nó giúp cho cái khả năng tăng khả năng rụng trứng và tăng cái khả năng có phôi mà. Con gà thịt là chúng ta yêu cầu của nó là phải ăn khỏe, lớn nhanh, chuyển hóa thức ăn tốt. Đấy. Cho nên cái vitamin nhóm B là cái vai trò của nó, trong đó gồm có vitamin B6, B1, B12, rồi vitamin C. Đấy là vitamin nhóm B, gọi là vitamin hòa tan trong nước. Đấy thì nó giúp cho con gà khi nó tiếp thụ những cái vitamin này thì nó giúp cho thứ nhất tức là tăng cường thêm cái sức đề kháng. Nhưng quan trọng nhất là nó chuyển hóa thức ăn tốt. Đấy, thì cho nên người ta sử dụng vitamin nhóm B cho gà thịt là như thế. Thì... chỉ tìm hiểu qua anh em đã chăn nuôi thì nhưng mà cũng có thể anh em chia sẻ thật và cũng có thể anh em chưa sẻ hết cái kinh nghiệm của anh em cho mình thì mình có đi sai con đường đó. Theo chuyên gia Sơn, không riêng gì anh Quảng, việc bổ sung sai các nhóm vitamin trong chăn nuôi cũng là vấn đề mà nhiều nông hộ đang mắc phải. Cái lỗi đầu tiên đó là không sử dụng đúng. Cái lỗi thứ hai là có rồi nhưng mà sử dụng không đúng liều, không đúng thời điểm. Đấy. Ví dụ như là vitamin nó rất cần cho cái lúc coi như là gà đang sinh trưởng, để chúng ta rất là cần. Thứ hai là gà sau ốm là rất là cần. Thứ ba tức là thời tiết thay đổi, rất là cần. Đấy. Còn nếu ở bình thường này là cứ khoảng một tuần chúng ta cho uống 2 ngày. Nếu mà gà không có vấn đề, cứ một tuần chúng ta cho uống 1 ngày. Hoặc là nửa tháng chúng ta cho uống 2. Thế còn những cái trong cái 1 tháng đấy mà gà nó ốm hoặc là thời tiết thay đổi hay cái đấy chúng ta bổ sung thêm vào, chứ không phải là ngày nào chúng ta cho uống. Quá gia đình là ngày nào cũng cho uống, thế là tự nhiên là cái lượng vào nó thừa nó phải thải ra ngoài, mình vừa mất tiền vừa lãng phí. Thế cho nên cái việc sử dụng nó cũng phải rất là hiểu biết. Như vậy ngay lúc này chuyên gia khuyên anh Quảng nên nhanh chóng bổ sung lại vitamin nhóm B cho gà thay vì vitamin E để giúp gà chuyển hóa hấp thụ thức ăn tốt hơn, để tăng nhanh về chất lượng và cân nặng. Ngoài ra, chuyên gia khuyến cáo bà con chăn nuôi cần thường xuyên quan sát đàn gà nhằm phát hiện sớm những biểu hiện gà bị thiếu vitamin để có biện pháp khắc phục kịp thời.